Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Amoxfab. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Amoxfab cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Amos Fab, Hoạt chất Amoxicillin Dạng bào chế Bột pha hỗn dịch uống Công dụng chỉ định Viêm đường hô hấp, viêm xoang cấp, viêm amidan cấp, viêm tai giữa, viêm họng, đợt cấp viêm phế quản mạn, viêm phổi mắc phải cộng đồng Viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang, viêm bể thận một số nhiễm khuẩn khác, áp xe răng, nhiễm Helicobacter pylori dạ dày, nhiễm trùng khớp giả, dạ, bệnh lim và dự phòng viêm nội mạc. Cách sử dụng Dùng đường uống Liều dùng, theo chỉ định của bác sĩ Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm Lưu ý, thận trọng khi sử dụng Cần kiểm tra định kỳ các chỉ số huyết học, chức năng thận, gan trong quá trình điều trị dài ngày. Cần kiểm tra tiền sử dị ứng với penicillin, cephalosporin trước khi bắt đầu điều trị. Trên bệnh nhân suy thận, bệnh nhân có tiền sử co giật thì việc dùng liều cao có thể gây co giật. Cần hiệu chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận dựa trên độ thanh thải creatinine. Cần uống nhiều nước để tránh nguy cơ kết tinh thuốc và nguy cơ sỏi thận. Thuốc có thể gây phát ban với nguy cao trên bệnh nhân tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn tương tác. Nidipin tăng hấp thu amoxicillin. Allopurinol tăng khả năng phát ban do amoxicillin. Methotrexate giảm bài tiết methotrexate, tăng độc tính trên tiêu hóa và hệ tạo máu. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Amox đồng thời biết cách sử dụng Amox sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.